Các ngân hàng Pháp đã nhẹ nhõm vượt qua kỳ stress test của EU, nhưng Pháp vẫn còn nhiều thách thức trước mắt. Trước tiên là thuyết phục Russell chấp nhận bản kế hoạch ngân sách năm 2015. Trong tuần này, EC sẽ đưa ra quyết định về kế hoạch ngân sách của Pháp và Ý. Ý cam kết cắt giảm 4,5 tỷ euro thâm hụt ngân sách, Pháp cam kết 3,7 tỷ euro. Vấn đề là cam kết này có làm hài lòng Russell hay không? Các chính trị gia Pháp đang cố gắng đây vừa làm hài lòng EU, vừa làm hài lòng người dân trước thềm bầu cử. Nguồn thu ngân sách của Pháp trong năm nay sẽ tăng lên chủ yếu nhờ vào mức lãi suất thấp kỷ lục. Pháp cũng được ưu tiên giảm 1 tỷ rưỡi euro trong mức đóng góp cho ngân sách chung của EU. Các biện pháp siết chặt thu thuế sẽ mang về 1,4 tỷ euro nữa. Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để Pháp cắt giảm khâm hụt ngân sách còn 3% GDP như mục tiêu mà EU đã đặt ra. Các nền kinh tế châu Âu đều đang có những vấn đề riêng đối với Pháp và Ý, đó là vấn đề ngân sách. Ý thậm chí còn tệ hơn Pháp. Trong kỳ stress test, Ý có tới 9 ngân hàng nằm trong danh sách đen, điều này sẽ khiến eu mất lòng tin với những lời cam kết của thủ tướng matteo renzi